Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề gia đình sức khỏe. Thời gian qua, chương trình đã nhận được rất nhiều email của khán giả gửi về và trong đó có nhiều bậc phụ huynh mong muốn là chương trình tư vấn cho họ cách chữa những cái căn bệnh còi xương và suy dinh dưỡng cho con em của mình. Quả thật như vậy, bên cạnh việc béo phì thì còi xương và suy dinh dưỡng là hai nỗi lo hàng đầu của những bậc phụ huynh có có con trong độ tuổi đó. Và Ngọc Diễm có một người bạn, con của chị ấy thì năm nay đi mẫu giáo rồi. Mỗi lần đến trường thì thôi, nhưng mà ở nhà coi như là hai mẹ con cứ vật lộn với nhau trong chuyện ăn uống. Khi đến giờ ăn, con thì khóc, mẹ thì hết dỗ dành, rồi dọa nạt, đôi khi là quát mắng thật là đau cả đầu. Cảnh đấy Huyền thấy cũng quen lắm đó Diễm. Và Diễm có biết rằng là có một con số thống kê rằng là có đến gần 40% trẻ em Việt Nam bị còi xương và suy dinh dưỡng không? Và việc đó thì ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ về chiều cao, cân nặng, thể lực và cả trí thông minh nữa đó. Như vậy thì làm thế nào để có thể khắc phục được tình trạng còi xương và suy dinh dưỡng? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh để có thể rõ hơn về vấn đề này nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Diễm, xin chào Khánh Huyền, xin chào quý khán giả. Bác sĩ ơi, hiện tại thì có rất là nhiều trẻ em bị bệnh còi xương và suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, những dấu hiệu nào giúp chúng ta dễ dàng nhận biết là các em có mắc bệnh còi xương và suy dinh dưỡng hay không? Suy dinh dưỡng là cái mà chúng ta thường gặp hơn và gặp phổ biến hơn. Thì suy dinh dưỡng làm sao mà mình có thể nhận biết ra được sớm? Cái dấu hiệu đầu tiên là cái đứa trẻ của chúng ta nó ngừng tăng cân hoặc là ngừng tăng chiều cao. Chúng ta thấy em bé này nó không có linh lợi như bình thường. Da nó thì khô, tóc nó thì mất bóng, đôi khi da nó nhăn nheo nữa và chân tay thì khẳng khiu. Bên cạnh đó thì những cái em bé mà bị suy dinh dưỡng thông thường nó còn có cái biểu hiện nữa là nó rất hay bị mắc bệnh. Ngoài ra thì có một trong những triệu chứng khá là nguy hiểm đối với những đứa trẻ suy dinh dưỡng mà cha mẹ có thể nhận ra được, đó là chúng ta sờ vào mặt trước cẳng chân của con mình ấy thì thấy nó phù lên, tức là chúng ta ấn xuống cái mặt trước cẳng chân thấy lõm xuống, đây cũng chính là một cái biểu hiện mà suy dinh dưỡng, và đây là suy dinh dưỡng nặng rồi. Bây giờ chúng ta xem một chút về còi xương. Còi xương thì thực ra đây là một cái tình trạng mà cơ thể của em bé bị thiếu vitamin D và nó tác động đến cái quá trình mà lắng động canxi, lắng động phốt pho và một số các cái khoáng chất khác vào xương. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng của trẻ. Vì vậy thì chúng ta thấy là còi xương là nó hướng tới xương. Nhưng mà tuy nhiên thì còi xương cái biểu hiện đầu tiên nó không phải là ở xương. Biểu hiện sớm của nó là cái em bé này thường nó ngủ không có yên, nó hay quay qua quay lại và đôi khi trong lúc mà nó ngủ nó đã đập chân đập tay xuống giường. Và em bé cũng hay đổ mồ hôi trộm, có khi em bé bị rụng bớt tóc đi ở đằng sau, và bà con thì hay gọi là chiếu liếm. Đây cũng chính là cái biểu hiện của cái đứa trẻ bị thiếu vitamin D mà nó mới là biểu hiện sớm. Sau đó thì nếu mà nó dài hơn một chút thì nó sẽ ảnh hưởng tới xương, nó làm biến dạng xương, làm cho em bé bị xương hình chữ X hoặc là hình chữ O. Và lúc đó thì sẽ thấy em bé đi dáng hơi kỳ, hoặc là cái chân nó xòe ra như con vịt đi, xòe xòe hai cái chân như thế này, hoặc là em bé đi vòng kiềng. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ rằng những trẻ như thế nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh còi xương hoặc là suy dinh dưỡng thưa bác sĩ? Chúng ta thấy như thế này, những cái em bé mà sinh ra từ các cái bà mẹ mà trẻ tuổi quá, tức là quá ít tuổi, dưới 18 tuổi, những em bé mà sinh ra từ các bà mẹ mà quá lớn tuổi, thông thường thì những cái bà mẹ mà sinh con đầu lòng mà trên 30 tuổi, đặc biệt là trên 35, những cái bà mẹ bị bệnh trong quá trình mang thai, hoặc là những cái bà mẹ mà trong quá trình mang thai họ không có tăng cân đủ và họ bị rơi vào cái tình trạng suy dinh dưỡng trước khi mà mang thai, và đây chính là những cái nhóm đối tượng đầu tiên dễ sinh ra những cái đứa bé dễ bị suy dinh dưỡng, dễ bị còi xương. Cái nhóm đối tượng thứ hai là các em bé khi sinh ra nó có cân nặng sơ sinh thấp dưới 2.500 gram, thì đây là những em bé có nguy cơ cao. Sau đó thì chúng ta lại thấy là những em bé nào nó bị các cái bệnh bẩm sinh hoặc là bệnh mãn tính, ví dụ như là nó bị tim bẩm sinh hoặc là nó bị những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa mà tái đi tái lại nhiều lần, ví dụ như trào ngược, dạ dày thực quản chẳng hạn, là những em bé hay bị ói, đây cũng là những em bé có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng và bị còi xương. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là những cái em bé nào mà sinh ở cái xứ lạnh mà vào mùa đông chẳng hạn, nếu mà em bé mà sống ở miền Bắc, bà mẹ sống ở miền Bắc mà sinh con vào mùa đông cũng có nguy cơ cao. Những em bé nào mà biếng ăn cũng rơi vào nguy cơ này. Và những cái em bé mà trong quá trình mà chúng ta nuôi nấng nó mà cha mẹ quá kiêng khem, ví dụ như là khi trẻ bệnh kiêng quá, hoặc là bình thường mình kiêng cả cái chuyện là không cho trẻ ra bên ngoài để trẻ không được vận động, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì là những đứa trẻ cũng có cái nguy cơ rất là cao.
Thưa bác sĩ, đối với những trẻ xanh xao và ốm yếu, những trẻ bị suy dinh dưỡng thì chúng ta rất là dễ dàng có thể nhận ra các bé bị còi xương. Tuy nhiên cũng có những bé rất là mũm mĩm, hồng hào và mất mát thế nhưng vẫn bị còi xương, không biết là tại sao ạ? Em bé mập mạp nhưng mà em bé lại không được ăn các cái thức ăn mà giàu vitamin D, giàu canxi, giàu phốt pho, hoặc là ăn không nhiều chất đạm động vật, hoặc là em bé được úm kỹ quá, cất giấu rất là kỹ, không dám đem ra ngoài trời bởi vì sợ nắng, sợ gió. Những em bé mà sống ở trong những cái căn nhà cao ốc đó, tuy là cao ốc chúng ta có thể ở cái tầng rất là cao và cái ánh nắng có thể xuyên qua cửa sổ, cửa kính vào, nhưng mà cái tia cực tím để giúp chuyển tiền vitamin D thành vitamin D nó xuyên qua cửa kính rất là yếu, và đây chính là lý do mà em bé vẫn mập nhưng em bé lại thiếu vitamin D và gây ra còi xương. Một số công trình nghiên cứu cho thấy còi xương ở trẻ không xảy ra riêng lẻ mà đi kèm với suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu máu. Trẻ suy dinh dưỡng thường hay rối loạn hấp thu các chất, kể cả vitamin D và muối khoáng, đồng thời thiếu hụt enzyme chuyển hóa vitamin D. Ngược lại, tình trạng thiếu vitamin D cũng sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể, tăng cảm nhiễm với vi khuẩn, do đó tăng nguy cơ suy dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ suy dinh dưỡng có nguy cơ còi xương cao hơn trẻ bình thường. Huyền thấy rằng là một trong những cái lý do mà dẫn đến việc là trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc là còi xương đó là do cái việc trẻ biếng ăn, và vì thế mà có nhiều bà mẹ là đi mua thuốc về cho con để uống các loại thực phẩm chức năng hay là thuốc để cho bé kích thích cái việc ăn uống ngon miệng, thì điều đó có nên không thưa bác sĩ? Em bé biếng ăn là vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân phổ biến nhất là sai lầm trong cái cách cho trẻ ăn. Cái nguyên nhân thứ hai của biếng ăn là em bé bị một số các cái bệnh lý thực thể làm cho em bé bị biếng ăn. Tôi nói ví dụ như em bé bị sâu răng, hoặc là em bé bị viêm ở họng, hoặc là em bé bị trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là một số em bé trong quá trình lớn lên không may bị bệnh mà lúc nhỏ phải đặt các cái nội khí quản hoặc đặt các cái ống vào trong cái đường tiêu hóa của trẻ và đường thở của trẻ, làm cho trẻ nó có một cái cảm giác rất là sợ ăn. Vì vậy thì những em bé này rõ ràng là phải giải quyết nguyên nhân. Nếu mà cho sai ăn sai thì chúng ta sửa chữa cái cách cho ăn. Nếu mà nó có bệnh thực thể thì phải chữa bệnh thực thể. Vậy thì trường hợp này thì hoàn toàn là nếu chúng ta có đi mua bao nhiêu thuốc kích thích cho trẻ ăn ngon, mua bao nhiêu loại thực phẩm chức năng cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy khi trẻ đã còi xương và suy dinh dưỡng thì chúng ta làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề ăn. Trong cái vấn đề ăn đối với những trẻ này thì chúng ta cần phải lựa chọn các cái thực phẩm giàu năng lượng, giàu chất đạm, giàu canxi. Thì chúng tôi tư vấn một chút là thực phẩm nào giàu canxi. Ta thấy biết rất là rõ mà cũng khá là quen thuộc, đó là các cái thực phẩm nào mà nó xuất phát từ sữa. Tất cả các loại sữa và các sản phẩm từ sữa sẽ giàu canxi. Bên cạnh đó thì thịt của tất cả các loại động vật cũng rất là nhiều canxi để chúng ta có thể lựa chọn. Và về cái nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì chúng ta chọn các loại đậu và các cái loại rau nào mà nó có màu đậm. Bây giờ chúng ta quan tâm đến vitamin D, cái mà Khánh Huyền rất là quan tâm đó. Thì vitamin D phải chú ý thế này, vitamin D chỉ có ở trong thực phẩm có nguồn gốc động vật thôi, từ thịt, từ cá, từ thủy hải sản và sữa. Nhưng mà vitamin D thì nó chỉ hấp thu được với điều kiện là có chất béo để hỗ trợ nó thì nó mới hấp thu. Do đó là cần phải trong cái chế độ ăn là cần phải chú ý là phải có chất béo. Cái việc mà chúng ta cần quan trọng thứ hai đó là em bé cần phải tăng cường vận động và nên cho em bé ra ngoài trời, sẽ giúp cái quá trình chuyển hóa hấp thu chất và đặc biệt là vitamin D nó được tốt hơn. Và một điểm nữa là con của mình á, mà đang ở trong cái giai đoạn mà còn đang bú mẹ mà không may cháu bị suy dinh dưỡng hoặc là bị còi xương sớm thì phải duy trì cái việc bú mẹ. Thưa bác sĩ, trong rất nhiều những cái biện pháp mà bác sĩ vừa nêu ra thì Huyền thấy bác sĩ có nhấn mạnh cái việc là bổ sung sữa hoặc là những cái sản phẩm từ sữa, và riêng cái sản phẩm sữa đó thì theo bác sĩ là chúng ta nên mua cái sữa như thế nào để bổ sung cho trẻ, và đặc biệt là uống bao nhiêu, cái liều lượng bao nhiêu một ngày là đủ ạ? Cái đứa bé của chúng ta nếu mà nó suy dinh dưỡng thì chúng ta cần phải lựa chọn cái loại sữa mà nó giàu năng lượng và nó có bổ sung nhiều các cái chất dinh dưỡng hơn. Còn nếu mà đứa trẻ của chúng ta nó đã rơi vào tình trạng bị thừa cân rồi, bị béo phì rồi thì chúng ta lại lựa chọn các cái loại sữa mà nó không có chất béo hoặc là ít chất béo thôi. Và khi mà trẻ lớn hơn thì để thay đổi và đa dạng khẩu vị thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn sữa nước. Và chúng tôi có một chia sẻ là nếu mà trẻ em ở trong cái lứa tuổi là tiểu học thì nó cần uống một ngày vào khoảng 500ml sữa, tức là hai hộp sữa nước theo một cái quy chuẩn chung là khoảng 200 đến 250ml cho một hộp. Còn các em bé nhỏ thì cái lượng sữa cần thì sẽ là nhiều hơn.
phòng bệnh thì bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Như vậy để tránh tình trạng còi xương và suy dinh dưỡng thì các bậc phụ huynh cần phải chú ý đến những điều gì thưa bác sĩ? Các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu các cái kiến thức thông qua rất nhiều chương trình và rất là nhiều cái kênh truyền thông đại chúng, kể cả việc gặp các bác sĩ để được tư vấn, và chúng ta sẽ thực hiện theo cái hướng dẫn để chúng ta có một cái chế độ ăn làm sao cho nó luôn luôn phù hợp với các cháu. Và trong chế độ ăn hàng ngày thì cần phải chú ý là đa dạng hóa các loại thực phẩm và chú trọng chọn những thực phẩm nào mà nó giàu năng lượng, giàu chất béo, giàu canxi, giàu vitamin D chẳng hạn. Điểm thứ hai ấy, là khi mà trẻ tròn 6 tháng tuổi thì nhất định là phải cho cháu ăn dặm. Và trong cái quá trình ăn dặm thì chúng ta hướng dẫn là ăn dặm là ăn bổ sung kèm theo nuôi bằng sữa mẹ. Và khi trẻ lớn hơn thì chúng ta sử dụng sữa công thức để có một cái chế độ ăn cân đối trong hàng ngày. Chúng ta cần phải chú ý cho trẻ là tăng cường vận động và đem trẻ ra ngoài trời, cho trẻ tham gia vào các cái hoạt động thể lực ở ngoài trời, ở công viên chẳng hạn, và nên đi cùng với gia đình thì trẻ sẽ có cái cơ hội để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dạ. Đúng là những năm tháng đầu đời của trẻ rất là quan trọng, bởi vì nó là cái nền tảng cho sự phát triển sau này, phải không bác sĩ? Và Huyền thấy rằng là rõ ràng trong giai đoạn bé còn nhỏ thì các bậc phụ huynh là phải quan tâm và phải có cái sự hiểu biết lớn để có thể phát hiện ra kịp thời những cái điều mà không bình thường ở trẻ, phải không Diễm? Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của bác sĩ. Và Ngọc Diễm tin chắc rằng với những chia sẻ của bác sĩ thì các bậc phụ huynh có thêm những cái kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc con, đặc biệt là phòng tránh hai căn bệnh rất là phổ biến ở trẻ nhỏ, đó là còi xương và suy dinh dưỡng. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn Khánh Huyền, cảm ơn Ngọc Diễm và cảm ơn chương trình.